Hôm nay mình sẽ biến iPhone của mình thành một chiếc máy ảnh nhờ dụng cụ này, Ulanzi, cái phụ kiện gắn iPhone vào để thao tác bấm như máy ảnh luôn. Đây, hộp sản phẩm nguyên siêu như này, vừa là phụ kiện tay cầm gắn máy ảnh và vừa là đế điện thoại luôn. Bên trong hộp QC Pad này, sách hướng dẫn giới thiệu sử dụng này, và đây màu đen, nó làm bằng nhựa này, phía trước có logo Ulanzi Card Grip 2. Mã sản phẩm, khu vực cầm theo kiểu nhựa sần sần lên này, chống trơn trượt, bám tay. Trên sẽ có nút chụp ảnh, duy nhất một cái nút chụp ảnh hình camera, có cái đèn ở đây. Bluetooth nhá, và hướng dẫn sử dụng, pe Bluetooth các thứ. Chúng ta sẽ có cái ngàm đỡ đây, ngàm đỡ thì tất nhiên là có cao su để bảo vệ, chống xước cho điện thoại rồi. Và ở dưới có thêm cái lỗ 1/4 gắn vào, tripod. Đây có một cái ngăn để đựng rất là gọn luôn, cắp sạc. Và tất nhiên là tai si rồi nha anh em, ngăn đựng rất là tiện. Rồi bây giờ hô biến điện thoại thành máy ảnh nha. Anh em chỉ việc gắn vào điện thoại như này thôi, như gắn vào tripod ấy, kiểu cầm thứ nhất. Đấy, anh em sẽ cầm chụp ảnh như này. Rồi về cảm giác cầm nắm thì khá là vừa tay này, không bị cấn nhá. Kiểu thứ nhất là cầm tay này, kiểu thứ hai là anh em gắn vào tripod để cố định, chụp từ xa này, selfie các kiểu này. Kiểu thứ ba là nó sẽ như thế này, là một cái đế giữ điện thoại luôn. Rồi kết nối Bluetooth, đơn giản thôi, giữ lên bật nguồn. Đèn đây, đèn xanh này, lá cây Ulanzi. Rồi đó, ấn phát nó chụp. Anh em có thể đặt nằm như này cũng được này. Đó, ok rồi, giờ chúng ta có một cái máy ảnh gọi là chuyên nghiệp rồi. Đó, ấn phát chụp ngay. Đây, một cái phụ kiện đồ chơi cho điện thoại khá là thú vị. Anh em thấy sao về sản phẩm này? Anh em đã quan tâm sản phẩm này mình sẽ để dưới video nhé. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nam châm hít như này. Đó, và chúng ta sẽ cầm riêng cái remote này, cầm ra chụp ảnh từ xa. Nếu mà khi mà chúng ta gắn tripod selfie các kiểu đấy, tách riêng ra để chụp. Đó, rất là tiện luôn. Và khi dùng xong thì đây, nó hít vào, rất dễ dàng. Cổng sạc con này cũng khá là tinh tế, nó giấu kỹ trong này, anh em chỉ cần tháo ra bằng một tay thôi. Đây, cổng sạc 5V 1A Type-C luôn, giấu rất là tinh tế luôn nha anh em. Và có một cái thú vị nữa, đó là có một cái nắp như này mở lên. Đấy, và đây là một cái gương selfie tự sướng luôn, để biết chúng ta như thế nào trong khung hình để chúng ta chụp ảnh. Bóc xỉu. Trời, hay chưa? Một cái gương selfie, gương cầu lồi khá là nhỏ gọn. Và ở đây sẽ có cái lớp mút xốp để bảo vệ cái gương này khi chúng ta úp vào. Đấy, anh em thấy con này khá là nhiều tính năng heo thú vị không? Anh em lưu ý là kết nối trên cả iOS và Android đều ok nhá. Nó sẽ tự nhận được luôn, anh em không cần phải cài đặt gì cả, chụp luôn, rất đơn giản, chỉ cần kết nối Bluetooth thôi. Như vậy video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm biến điện thoại của anh em thành một máy ảnh chuyên nghiệp luôn. Anh cảm thấy video hay, thú vị, đăng ký kênh, nhấn chuông để xem những sản phẩm độc đáo thú vị khác mới trên kênh của mình. Cảm ơn xem video này, bye bye anh em. Một cái đồ chơi khá là thú vị cho smartphone.